gành đá đĩa, tọa lạc tại xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, là một danh thắng thiên nhiên kỳ thú về cảnh quan và hấp dẫn bậc nhất ở Việt Nam. Gành đá đĩa đã được nhà nước Việt Nam xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Mỗi năm có hàng vạn du khách đến tham quan chiêm ngưỡng thắng cảnh này. Kính mời quý vị và các bạn cùng với miền Tây đổi mới tham quan di tích độc nhất vô nhị này. Trên đường vào di tích có rất nhiều gian hàng bày bán hàng lưu niệm, nước giải khát, có dịch vụ cho thuê ô dù, và đặc biệt du khách còn được thưởng thức tiếng đàn đá réo rắt du dương và đôi tay điêu luyện thành thục của các nghệ nhân. Đây là quang cảnh tổng thể nhìn từ phía trên cao. Đến vị trí của gành đá đĩa nằm sát mặt nước biển, du khách phải đi theo con đường dốc quanh co, hai bên là những hàng thùy dương xanh mướt. Gành đá là nơi tập hợp các trụ đá hình lăng trụ xếp liền nhau,
trụ nọ nói trụ kia liền kề với sóng nước, có trụ thẳng đứng, có trụ nằm nghiêng, nhưng vẫn chồng chất tầng tầng lớp lớp, trông như chồng bát đĩa, nên có tên gọi là gành đá đĩa. Quay gia đình chơi. Đi đi xuống đó đi. Nhìn từ xa, danh thắng kỳ thú và độc đáo về mặt địa chất nêu trên như là một tổ ong khổng lồ, vươn rộng hơn 50m, trải dài chừng 200m. Có nơi được kết cấu với những khối đá hình lăn trụ xếp nối với nhau, tạo thế đứng hoặc nằm nghiêng, trông như những chiếc đĩa hình lục giác, ống ả màu đen huyền bí, phơi mình trong nắng sớm. Chúng tôi đến gành đá đĩa vào mùa khô, mây trời cùng nước biển hòa chung một màu xanh biếc, tạo nên khung cảnh thiên nhiên kỳ thú, ngất ngây lòng người. Du khách tha hồ chụp ảnh lưu niệm, đồng thời trải nghiệm cảm giác dưới ánh nắng chói chang hòa lẫn trong làn gió mát rượi từ biển khơi thổi vào, và thư giãn tinh thần theo từng đợt sóng bủa trắng xóa trên gành đá, mang theo âm thanh rì rào muôn thuở của đại dương. Theo một số nhà khoa học, gành đá đĩa hình thành do hoạt động núi lửa trên cao nguyên Vân Hòa cách đây gần 200 triệu năm. Nham thạch núi lửa phun trào ra mép biển, bất ngờ bị đông cứng khi tương tác với nước biển, kết hợp hiện tượng ứng lưu khiến cho toàn bộ khối nham thạch khổng lồ rạn nứt đa chiều, kiến tạo nên kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp, được coi là độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Kênh Miền Tây Đổi Mới được tạo ra nhằm mục đích lưu giữ lại những kỷ niệm tuổi thơ, những di tích lịch sử, tham quan du lịch, phong tục tập quán và cuộc sống hàng ngày của người dân Nam Bộ, với mục tiêu hướng tới là lưu giữ những nét đẹp miền Tây qua thời gian, hơn hết là giúp những người con xa quê luôn nhớ về cội nguồn dù ở bất kỳ đâu, và cũng là cách để khán giả ở những vùng miền khác có cái nhìn bao quát hơn về vùng đất miền Tây hiền hòa thơ mộng. Rất mong được quý vị và các bạn ủng hộ bằng cách bấm like, chia sẻ và bình luận cho mỗi video đã xem qua, cũng như đừng quên nhấn nút đăng ký để cập nhật những video mới. Mọi ý kiến góp ý của quý vị và các bạn sẽ giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn sản phẩm mình tạo ra trong tương lai. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn.